Ok xin chào các bạn và đây là chiếc Mate 20 Pro và iPhone XS Max à, Thực ra cũng có nhiều kênh làm so sánh rồi Nhưng mà so sánh vào những thời gian đầu thì sẽ chưa đủ độ sâu để trải nghiệm Mình thì trong một số bài mình cũng làm so sánh nhanh Nhưng với những chiếc flagship thì ra cần thời gian lâu hơn Và hôm nay mình sẽ so sánh chi tiết giữa Mate 20 Pro và iPhone XS Max Cả hai chiếc máy mình đều sử dụng làm máy chính trong một thời gian dài thì bạn thấy rằng tại những website bán lẻ như Sevenet thì đang bán những chiếc XS Max hay là chiếc Mate 20 Pro có mức giá khá tương đồng với nhau. Nguyên nhiên thì thực ra đấy là mình tưởng tượng thôi chứ còn con XS Max nó giá cao vãi các bạn ạ, à? cực kỳ cao. Mate 20 Pro có mức giá hợp lý hơn rất là nhiều để xem sự chênh lệch với một số tiền không hề nhẹ như vậy thì nó đem lại những gì? Nếu tin về thiết kế thì Mate 20 Pro có cảm giác ngay khi mà mình nhìn vào hay rất nhiều người đó là nó có một cái sự khác biệt và nhìn một cái à biết ngay đây là Huawei Mate 20 Pro. Bởi vì các bạn sẽ thấy rằng là mặt lưng của nó cũng được làm cong với các họa tiết hoa văn chìm xuống dưới nhưng khi cạo ở trên này thì cũng có tiếng kêu giống y như kiểu là mặt lưng cứng bình thường chứ không phải là kính và một cách thiết kế rất là độc đáo. Cái cụm camera thì được lấy cảm hứng từ đèn của xe Porsche và ở cái mặt trước cũng được làm cong luôn dẫn đến cái sự nổi bật còn iPhone thì nó vẫn là iPhone nó cho chúng ta một cái thiết kế an toàn cả nhắc cầm của iPhone thì tốt hơn bởi vì là nó không bị cong nhiều như là Mate 20 Pro nên khi giữ trên tay không bị trơn trượt cả hai chiếc máy này đều đạt tiêu chuẩn kháng nước bụi bẩn IP68 Tuy nhiên Mate 20 Pro có một điểm cộng là ở cạnh dưới sẽ sử dụng hai sim hoặc là một sim và một nano SD. Còn chiếc iPhone XS Max thì các bạn chỉ có thể là lựa chọn phiên bản hai sim mà thôi chứ không có thể nhớ mở rộng. Bên cạnh đấy thì loa ngoài Mate 20 Pro thiết kế nằm bên trong cũng sạc khá là thú vị cho cái không gian của máy nó liền mạch hơn. Còn cái chiếc iPhone XS Max chúng ta thì sẽ có hỗ trợ à, loa hoàn toàn riêng biệt và bên cạnh đấy sẽ chính là mic thoại. Tuy nhiên khi nghe nhạc thì mình đánh giá là loa của chiếc Mi Pro chỉ to Còn nếu mà về độ bát hay là âm nhạc khi mà người ta nghe nhạc và người ta xem phim Thì của iPhone thì nó được làm tốt hơn so với Mi 20 Pro Và cái viền của iPhone XS Max là một trong những cái vấn đề khá là đau đầu Bởi vì nếu mà đúng ra thì nó có độ bền cao bởi vì nó là thép không rỉ Nhưng đáng tiếc rằng thì chưa kịp bảo vệ máy rơi hay không Thì cái viền này bị sức răm quá nhiều Thực sự kể cả bạn đeo ốp ấy tháo ra nó vẫn bị sức răm Đây là một điểm trừ khiến cho sản phẩm cao cấp kém sang đi sau một thời gian. Mate 20 Pro thì không bị hiện tượng này và viền của nó vẫn bền bỉ như bình thường. Tóm gọn lại thì cả hai máy này thì đều có những thiết kế tùy theo trường phái khác nhau, nhưng Mate thì đem lại cho mình những cảm giác nó khác biệt và nổi bật. Ngay cả cái nguồn của nó cũng được làm cái màu đỏ trông rất là ấn tượng. Về màn hình thì Mate 20 Pro thì như mình đã nói là dùng màn hình cong thì trông rất là nổi bật và thu hút cả hai bên đều sử dụng công nghệ màn hình là OLED và trong đó thì Mate 20 Pro chúng ta sử dụng cảm biến vân tay ngay dưới màn hình và các bạn thể sử dụng trực tiếp được và mình thấy đây là một cái điểm giúp chúng ta có thêm sự lựa chọn thay vì ép người dùng bắt buộc chỉ sử dụng mở khóa gương mặt giống như là cái chiếc iphone X max cả hai máy đều sử dụng cái công nghệ gần như tương đồng với nhau và mình đã có một video nói về cái tính năng này rồi nếu các bạn thể xem lại tốc độ thì mình không thấy quá khác biệt ở đây đều nhanh và tuyệt vời và đều có hạn chế như mở khóa cái lúc mà đang đeo uh, khẩu trang thì không mở được và thực ra thì mình thử nó nhiều điều kiện không biết là các bạn dùng lâu nó có mở được không nhưng của mình hiện tại là chưa mở được. Nhưng mà M10 Pro trong những lúc đó mình đã có vân tay để cứu cánh rồi, còn iPhone thì không có sự lựa chọn. Về màn hình thì iPhone to hơn là 6,5 inch, M10 Pro là 6,39 inch, đều có những tiêu chuẩn xịn như HDR10 này, dải màu rộng DC P3 các thứ nên không cần phải nói về những cái màu sắc trên cả hai thiết bị này nếu các bạn cần một cái màn hình chuẩn xác hơn thì các bạn có thể lựa chọn cái chiếc iPhone XS Max ở chế độ mặc định cả hai máy thì màn của Mate 20 Pro vẫn rực rỡ và tươi tắn hơn và đấy là cái sự cân nhắc của người dùng mà thôi còn về cấu hình và phần mềm thì khỏi bàn rồi bởi vì hai con này là quá khác biệt nếu các bạn đã lựa chọn iphone bởi vì nó chạy ios thì là mình có nói gì về android cũng không thuyết phục được nhưng mà nếu các bạn đã thích android vì tính mở của nó thì chắc chắn các bạn sẽ không lựa chọn iphone của msb pro đem lại những tính năng tuyệt vời như chế độ có thể chia sẻ màn hình lên những cái tv để có thể sử dụng như là giao diện của desktop hay anh ta còn có thể đa nhiệm chạy song song hai ứng dụng trên cùng màn hình Thay đổi theme ở trên toàn bộ hệ thống với những tính năng mới nhất ở trên Android 9 nữa. Chúng ta có rất nhiều các chế độ hỗ trợ thông minh, sử dụng bằng một tay, vân vân và vân vân. Còn của iPhone thì nó là iPhone, iOS của nó sẽ đem lại cái kho ứng dụng rộng cực kỳ lớn, rất nhiều game được update và cũng như là thường xuyên có mới nhất ở trên đây. Hỗ trợ update nhanh chóng và lâu dài bởi vì nó không phải phụ thuộc vào bất kỳ ai và còn nếu về hiệu năng thì đây đều là hai con máy có cấu hình khủng nhất ở của cái nền tảng của mình khi mà sử dụng như con chip 7 nanomet vì vậy nên như mình đã nói bạn đã là thích android thì cũng không có gì thuyết phục được nữa thì cái chiếc máy pro đang là con máy có con chip cực kỳ mạnh mẽ và cũng như cấu hình tốt còn cái chiếc iphone thì nó đang là cao cấp nhất của nền tảng ios rồi vậy nên quyết định ở đây là do chính bạn bạn lựa chọn nền tảng hệ điều hành nào À, và về pin thì ở đây Mate 20 Pro là 4200 mAh so với con số chỉ 3174 của iPhone Mate thì dùng lâu hơn một cách rõ ràng Và bọn mình đã có một cái bài thử nghiệm test pin ở các máy và cho thấy đây Mate 20 Pro tốt hơn so với iPhone XS Max Bên cạnh đấy thì sản phẩm này còn có sạc nhanh Với khả năng sạc của nó thì bỏ sai các cục sạc đi kèm cùi bắp của chiếc iPhone XS Max bán ở trong hộp Và có tính năng nữa là sạc ngược lại cho các thiết bị khác như ngay ở đây Trong trường hợp iPhone của mình mà hết pin Mình có thể sạc ngay lập tức thông qua chiếc Mate 20 Pro Tuy nhiên cái này thì không phải sử dụng Mate 20 Pro như một cục sạc các bạn nhé. Nhá. nó chỉ là trong trường hợp cần lắm mà thôi về camera thì mình cũng đã có một số cái bài nói về camera của cả hai máy và video các bạn thể xem một số kênh đã làm như Relax đã làm thì tổng kết lại về camera ở đây nếu mà để lựa chọn mình vẫn sử dụng iphone là một chiếc máy chính hàng ngày bởi vì là camera của iphone quay video quá tốt về cái khả năng quay chống rung về giải nhạy sáng về chụp tự động giải nhạy sáng của nó mọi thứ đều rất ấn tượng nói chung iPhone quay phim quá tuyệt vời nhưng Mate 20 Pro lại là một sản phẩm đem cho mình cái trải nghiệm đồng đều ở rất nhiều nhu cầu ví dụ như mình có góc siêu rộng để thể chụp những cái tấm hình mà cái chiếc iPhone không thể chụp được khi ở quá gần mình có khả năng chụp siêu macro, mình có thể chụp ở chế độ chụp tele, zoom quang học 3x, chụp bình thường, chụp đen trắng, chụp phơi sáng, đặc biệt là về ban đêm Với chế độ chụp đêm này thì iPhone XS Max không có cửa so với Mate 20 Pro Vì vậy nên nếu các bạn cần là một người thích trải nghiệm về camera thì các bạn nên lựa chọn Mate 20 Pro sẽ đem lại rất nhiều các cảm hứng khi bạn chụp hình Còn của iPhone thì như mình đã nói rồi thì nó không có nhiều thay đổi qua nhiều thế hệ, nó vẫn là một chiếc máy chụp tự động ngon lành cành đào và nhấn mạnh vào khả năng quay phim như thế thì có thể qua cái video đặc biệt là với một người đã sử dụng cả hai máy đều là máy chính thậm chí mình còn dùng song song bởi vì mỗi máy đều bù trừ những thứ mình cần mình dùng iPhone bởi vì là những cái app ở trên này quá tốt và mình phần lớn các cái app trên này đều giúp mình có thể làm việc một cách ngon lành cảnh đào update một cách đều đặn nó cho chúng ta một nền tảng ổn định hoạt động nhanh và ngoài ra thì cụm camera quay phim rất là tuyệt vời chụp ảnh tự động ngon lành cảnh đào nhưng iPhone lại không đáp ứng được mình những cái nhu cầu ví dụ như là mình cần có khả năng sạc rất nhanh trong những cái chuyến đi du lịch vừa rồi đặc biệt là mình đi Mỹ một thời gian thì mình cần sạc nhanh rồi thể chụp hình các thứ liên tục và mình còn có một cái nền tảng hệ điều hành Android rất thoải mái trong việc kết nối các thiết bị OTG mình có thể cắm và bất kỳ máy tính nào để có dữ liệu này chạy song song hai ứng dụng trên cùng một màn hình này có vân tay trong màn hình luôn để không phải lúc nào phụ thuộc vào cái mở khóa gương mặt hay là người ta sẽ hỗ trợ lên tới hai sim bởi vậy nên mình đi nước ngoài thì mình cũng có thể roaming các thứ dụng lung tục được và bạn nào mà có điều kiện thì mua thêm cái nano SD mặc dù hiện tại thì mình chưa thấy Việt Nam có bán cái này các bạn cần thì vẫn có thể mở rộng bộ nhớ được chia sẻ màn hình lên TV để hoạt động như desktop cũng rất là hay để phục vụ cho công việc bởi vậy nên thì không có máy nào là hoàn hảo mà sẽ bù trừ cho nhau nhưng với một cái con số chênh lệch quá lớn giữa iPhone XS Max với lại Mate Pro thì các bạn sẽ bỏ cái số tiền đó để mua chiếc XS Max hay các bạn sẽ lựa chọn flagship Mate 20 Pro hãy comment cho mình biết ý kiến bên dưới và đừng quên truy cập link mô tả tham khảo thêm giá bán thông tin chi tiết hẹn anh em trong các video là sau Kiểu nói chung là đã có điều kiện thì nên mua cả hai con mới thấy sướng các bạn ạ, chỉ còn các fan cuồng mà ngồi chửi nhau thì đến mai không ra con nào hay hơn, mỗi con đâu một cái hay, mình không cương mua cả hai đỉnh cao thật.